cố gắng hết sức trong khả năng của mẹ, chỉ để mình có nhiều sự lựa chọn hơn đối với cuộc đời mà mình mong muốn. Cuộc đời mình muốn là gì thì đó là việc của mình, và mẹ mình chưa bao giờ bắt là mình phải đi theo một cái kiểu cuộc đời nào ấy. Cả gia đình mình đã nuôi mình bằng tất cả sự yêu thương, sự hy vọng và cả ước mơ nữa. Nhưng mà chưa bao giờ họ bắt mình sống tiếp với ước mơ của họ ấy. Họ cho mình được tự do lựa chọn ước mơ của mình, và cũng chưa bao giờ bắt mình là phải báo đáp hay gì. Em còn thương ngủ trong những lần phải chạy deadline. Em quên năm quên ngủ, quên cả việc trở lại tóc tai. Này, những đôi giày con gót chắc còn làm đâu em. Và tiền bao nhiêu cho đủ, ai biết ngày sau em. Mắt em còn mỏi không, ta kiếm nhìn màn hình. Nhưng tối đi về đơn độc, em thấy lòng mình làm chân. Có những thứ không có lần sau đâu, và cũng không có cơ hội để bắt đầu lại. Sự tiếc nuối thường đến rất muộn, cũng có khi là chẳng bao giờ xảy ra. Nhưng có một điều mà mình chắc chắn rằng, một khi trong lòng mình chợt cảm thấy tiếc nuối vì đánh mất một điều gì đó, thì ta sẽ phải ôm theo một đoạn tình cảm ấy và sống tiếp những ngày buồn bã của cuộc đời mình cho đến sau này. Vào tháng 9 năm nay, bạn sẽ đến được thành phố bạn muốn đến, bắt đầu một cuộc sống khác, gặp gỡ những người khác nhau. Tất nhiên sẽ xuất hiện một tình yêu ngọt ngào. Tất nhiên sẽ phải một mình bắt chuyến xe cuối cùng trong năm. Nhưng trước tiên, tôi mong bạn thực hiện lời hứa, kiên trì, nỗ lực, không phụ ơn dạy dỗ, không hổ thẹn bản thân. Chúc các bạn có được điểm số thắp sáng cả mùa hè, rực rỡ như pháo hoa. Tuy nhiên, một sự thật mà mình muốn các bạn hiểu là cái mà các bạn nhìn thấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Những gì bạn nhìn thấy chỉ là thành quả, cuộc vui mà họ phô trương ra. Còn những gì bạn sẽ không bao giờ thấy chính là những nỗi đau, sự hy sinh và cả nỗ lực đằng sau đó của họ. Nói thật với các bạn, mình không nghĩ mọi thứ trên đời này đều là có sẵn và tự dưng nó có. May mắn, những cơ hội sẽ không bao giờ đến với... chỉ là lưng của ngọn tiếp theo thôi. Thế nên đừng bao giờ dừng lại sự cố gắng. Mình biết là chúng mình phải luôn biết đủ, vì cứ lúc nào cũng cứ muốn hơn như thế, không bao giờ là đủ thì không hạnh phúc ấy. Nhưng mà biết đủ không có nghĩa là dừng lại, biết đủ không có nghĩa là dẫm chân tại chỗ. Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Kế hoạch của mình, cái dự định của mình cho người khác biết. Hãy để cho họ thấy cái kết quả của mình thôi. Việc cháu cần và muốn ý, thì kể cả thần linh cháu không cần phải kể. Cứ lặng lẽ theo cái quyết tâm của mình mà làm. Đi về một hướng thôi, đừng có đẽo cầy giữa được. Trước khi thành công ý, cháu phải kiểm soát được cái sự ham muốn khoe khoang. Sự thành ý, nhờ mật, lời lộ là sự bại. Nói trước bước không qua đâu, các cụ đã từng nói rồi. Cháu cứ để ý mà xem. Những người mà cứ bô ra ấy, bô cái mồm. Và con người chúng ta nó không có nhiều cái giai đoạn để cháy như vậy. Các bạn định bao giờ cố gắng? Thầy cháy được từ năm thầy 17 tuổi, đến năm nay thầy 26 tuổi. Thầy cũng cháy được 8-9 năm rồi. Và con người chúng ta nó không có nhiều cái giai đoạn để cháy như vậy. Các bạn định bao giờ cố gắng? Các bạn không chịu áp lực đúng không? Thì các bạn muốn đợi đến năm 30 tuổi, năm 40 tuổi, các bạn mới chịu áp lực đúng không? Đang tuổi trẻ, đang sức trẻ, sức khỏe của em đang ở cái thời điểm vô địch thiên hạ. Thì lúc này khi em đang trẻ khỏe nhất, em đang nhiều năng lượng nhất, sao em không chịu áp lực đi? Sao em không vất vả đi? Đang trong cái giai đoạn sung mãn nhất của một đời người hết cỡ rồi. Như thầy hiện tại có bao nhiêu sức đốt hết rồi gục, không sao cả, truyền nước cũng được, không vấn đề gì. Để em biết được cái giới hạn bản thân em ở đâu, để em biết được rằng là các bạn đang ở cái ngưỡng nào. Nếu như các bạn không đốt được hết, không vượt qua cái ngưỡng đấy, không bao giờ em khá lên. Có một chút áp lực thôi mà em không chịu, thế các bạn không bao giờ em làm. Mọi sự thành công đều xuất phát từ những nỗ lực không ngừng nghỉ.
kiên trì, không biết mệt mỏi. Mỗi con người ưu tú mà các bạn thấy ngày hôm nay, họ đều trải qua những quá trình khổ luyện. Và nhớ nhé, chưa ai chết đuối trong mồ hôi của chính mình cả. Những kẻ mạnh không phải lúc nào cũng chiến thắng, mà kẻ chiến thắng mới là kẻ mạnh. Một câu nói của chị Khánh Vy mà mình thường nghe mỗi khi mà chán nản. Cuộc sống như hình chữ U mà, khi mà mình cảm giác như mình đang tận cùng với đáy rồi, thì điều đó có nghĩa là mình đã đi được một nửa chặng đường và chỉ còn một đường duy nhất để mình có thể đi tiếp, đó là đi lên thôi. Khi mà chúng ta vẫn còn đang ngày ăn cơm ba bữa bố mẹ nấu, thảnh thơi có thể là sáng đi học, chiều đi làm thêm rồi về nhà nằm lướt TikTok, thì mấy đứa bạn cùng lớp đã gần như được định nghĩa là chạm đến thành công rồi. Rồi bạn bè trong lớp đua nhau học, được học sinh giỏi này, được học bổng này, học bổng nọ này, đi học thêm đủ thể loại từ năng khiếu, đàn hát, vẽ vời, xong rồi lại có đứa làm hot TikToker kiếm được đầy tiền nữa nhá. Mà bản thân chúng ta cũng học đấy chứ, cũng cố gắng trau dồi kiến thức, chăm chỉ mà lại không bằng những bạn khác. Rồi về nhà lại còn thêm con nhà người ta nữa thì thôi. Ai bảo là đi học không áp lực? Ai bảo là đi làm không áp lực? Không chỉ có áp lực bài vở, KPI mà giờ áp lực tinh thần này ngày càng được định nghĩa rõ ràng hơn, đó chính là con đường lập nghiệp sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng mà cho dù ra sao đi nữa thì con cũng phải kiên trì, phải vững vàng, tuyệt đối không được bỏ cuộc. Chỉ bỏ cuộc là tất cả. Không giận, không hờn, không trách. Sống mỉm cười với thử thách trong gai. Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người đang sống. Sống là động, nhưng lòng không bất động. Sống là thương, nhưng lòng chẳng vấn vương.